kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 12, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt chúc mừng các huấn luyện viên và vận động viên Thừa Thiên Huế đạt thành tích tại SEA Games 30. Xây dựng thương hiệu gắn với chuỗi giá trị đối với đặc sản, hướng đi được cả các ngành liên quan và các cơ sở sản xuất kinh doanh chú trọng để phát triển sản phẩm chủ lực. Phản ánh của phóng viên về tình trạng mất an toàn giao thông tại trung tâm thị xã Hương Trà khi hàng ngày có rất nhiều người điều khiển phương tiện giao thông đi ngược chiều trên quốc lộ để đến chợ Tử Hàng. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng các huấn luyện viên, vận động viên Thừa Thiên Huế đạt thành tích tại SEA Games 30. Tham dự buổi gặp mặt có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao cùng các huấn luyện viên, vận động viên đã cùng xem lại khoảnh khắc thi đấu tại SEA Games 30 của các vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Yến Hoa và Dương Thị Quỳnh Như. Ba vận động viên của tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất sắc giành một huy chương vàng, một huy chương bạc và hai huy chương đồng, góp phần vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Đặc biệt trong đó có tấm huy chương vàng danh giá của vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tại môn vật. Căn cứ vào quyết định số 32 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định mức thưởng và chế độ đãi ngộ đối với vận động viên đạt thành tích cao tại các giải đấu trong nước và quốc tế, các vận động viên được tặng mức thưởng 14 triệu đồng đối với huy chương vàng, 8 triệu đồng đối với huy chương bạc và 6 triệu đồng với huy chương đồng. Bên cạnh đó, nhằm khích lệ và giữ chân các nhân tài thể thao cho tỉnh nhà, vận động viên Mỹ Hạnh sẽ nhận chính sách đãi ngộ hàng tháng bằng 6 lần mức lương cơ sở. Với vận động viên Yến Hoa là 4 lần mức lương cơ sở và vận động viên Quỳnh Như là 3 lần mức lương cơ sở hàng tháng. Thời gian hưởng chính sách đãi ngộ trong vòng 24 tháng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà các vận động viên đạt được tại kỳ SEA Games vừa qua. Những tấm huy chương danh giá không chỉ làm rạng danh quê hương Thừa Thiên Huế mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên đấu trường thể thao khu vực. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn các vận động viên, đặc biệt là thế hệ vận động viên trẻ sẽ không ngừng rèn luyện, phát huy những ưu thế vốn có để tham gia và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong những sân chơi thể thao khu vực và quốc tế. Định hướng trong thời gian tới, Thừa Thiên Huế tiếp tục tập trung vào những bộ môn thể thao thành tích cao, đầu tư về cơ sở vật chất, con người để từng bước đưa Thừa Thiên Huế trở thành địa phương thế mạnh trên bản đồ thể thao quốc gia và quốc tế. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 đến các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 với các nội dung lớn: tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước, thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng mong muốn, thông qua hội nghị, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn sẽ cùng với các ban ngành đoàn thể tiếp tục thực hiện tổ công tác vận động, phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo để định hướng giáo hội, vận động tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, góp phần thực hiện tổ nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Chuyển sang những thông tin kinh tế. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan công bố, sau 11 tháng, cả nước đã xuất siêu gần 11 tỷ đô la Mỹ, mức xuất siêu kỷ lục từ trước tới nay. 11 tháng năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt trên 241 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt chỉ tiêu 7-8% của Quốc hội giao. Hầu hết các thị trường trọng điểm của nước ta đều có kim ngạch xuất khẩu tăng cao, đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu của cả nước là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với hơn 166 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng qua. Khu vực kinh tế nhà nước tiếp tục có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ở mức cao, cho thấy những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang đi đúng hướng. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 230 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Với kết quả này, thặng dư cán cân thương mại của Việt Nam đạt 10,9 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với con số 9,1 tỷ đô la Mỹ ước tính trước đó. Thưa quý vị, Thừa Thiên Huế có rất nhiều lợi thế để phát triển đặc sản địa phương. Nhiều chương trình chính sách hỗ trợ như khuyến công, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đang được lồng ghép để phát triển sản phẩm chủ lực trong tỉnh. Tuy nhiên, việc xây dựng chuỗi giá trị thông qua phát triển các sản phẩm chủ lực vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, phát triển thương hiệu gắn với chuỗi giá trị đối với các đặc sản trên địa bàn đang là hướng đi được các địa phương, các ngành liên quan và cả cơ sở sản xuất kinh doanh rất chú trọng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại huyện vùng cao A Lưới, sản phẩm rượu sim và chuỗi già lùng đã được xây dựng thương hiệu thành công và có mặt trong hệ thống phân phối siêu thị. Huyện Nam Đông thì triển khai xây dựng thương hiệu cho cây cam Nam Đông, sản phẩm chủ lực của địa phương này. Trong khi đó, tại các địa phương có địa hình gò đồi như huyện Phong Điền đã phát triển thành công các loài đặc sản thanh trà, bưởi da xanh. Đáng chú ý, sau khi xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể Thanh Trà Huế ở phường Thủy Biều, thành phố Huế, thương hiệu thanh trà ở đây ngày càng vươn xa, tiêu thụ rộng khắp ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Uy tín cây thanh trà ngày càng được chú trọng. Đây là hướng đi mà nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai đối với các loài cây đặc sản. Khi sản phẩm này ra được thị trường thì cũng như thêm một cái lời chào là đối với là huyện A Lưới đối với các khách hàng là biết thêm về là địa phương. Tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua đã tích cực hỗ trợ phát triển thương hiệu gắn với chuỗi giá trị đối với các đặc sản trên địa bàn thông qua việc xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận đặc sản Huế. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời tăng cường các giải pháp mang tính đồng bộ, tập trung ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm chủ lực của từng xã, phường, thị trấn. Hiện nay thì các cái giải pháp về phát triển chuỗi giá trị các cái sản phẩm chủ lực thì tỉnh đã phân công nhiều ngành, nhiều cơ quan cũng như là địa phương để tập trung hỗ trợ cho 16 sản phẩm chủ lực. Thì chúng tôi ngành khoa học công nghệ cũng tập trung bám sát các cái mục tiêu và đặc biệt là các cái sản phẩm chủ lực như sen Huế, như thanh trà hay là áo dài Huế hay là các loại ẩm thực để tập trung hỗ trợ để phát triển vùng nguyên liệu, cũng như là chúng tôi xây dựng các cái chương trình kế hoạch hành động cụ thể để hỗ trợ cho các cái sản phẩm này phát triển hơn, để cho các cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng đưa những cái sản phẩm chủ lực ra với thị trường. Hiện nay, dù việc sản xuất nông sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã được định hướng và có nhiều mô hình nổi bật, song nếu để nông dân tự đăng ký, quản lý và khai thác thương hiệu thì sẽ rất khó khăn. Chính vì thế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang khuyến khích các hợp tác xã, doanh nghiệp đứng ra liên kết với các hộ gia đình có vườn cây, xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho sản phẩm, giúp nâng cao giá trị hàng hóa cho nông sản. Ngày xưa là có cái dự án của xã cho là tôi trồng được 12 cây. Nhưng mà khi trồng mới ra trái thì giá cả thì bấp bênh, bán chỉ được 10 ngàn thôi. Bà cũng không dám trồng, mà sau đi là mấy năm sau vừa rồi là có công ty họ ra mua là một cân được 36 ngàn, thì thấy hiệu quả là cũng cao nên chi giờ chưa tôi cũng phát triển trồng ra khắp phường là cũng được 50 cây. Xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ là hướng đi mà nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai nhằm xây dựng thương hiệu cho nông sản, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Từ nay đến 2020 là sẽ phát triển đến khoảng 100 hecta. Và song song với việc phát triển cái số lượng thì chúng tôi phải quan tâm đến cái chất lượng, đó là phải có một cái quy trình chăm sóc để phát triển như thế nào và hướng tới để có một cái chuỗi giá trị liên kết đối với các địa phương khác, đối với các cái tổ chức khác để có cái tiêu thụ bền vững cho bà con về lâu về dài, nó mang cái tính bền vững hơn. Ủy ban nhân huyện cũng đã có chủ trương là giúp cho địa phương cũng như là các hộ nhóm hộ tìm đầu ra cho kết nối một số sản phẩm cụ thể, ví dụ như là trong thời gian qua là với thế mạnh của mặt hàng về cây ăn quả và muối, cây bưởi thanh trà cũng như cây bưởi da xanh thì đã có cái kết nối tiêu thụ với công ty Huế Việt, sản phẩm gạo hữu cơ Phong Hiền cũng đã liên hệ với Quế Lâm cũng như là Huế Việt để bao tiêu sản phẩm để mà cũng mục đích là tạo cái thu nhập cao cho nông dân cũng như có cái chỗ đứng vững vàng trong cái sản xuất lâu dài.
sự liên kết giữa các nhóm hộ sản xuất với công ty và hệ thống bán lẻ, cộng với việc ứng dụng công nghệ cao trong quy trình sản xuất và tiêu thụ mà các doanh nghiệp triển khai như ứng dụng mã QR code trên tem sản phẩm đã tạo thêm giá trị gia tăng và nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Ở Phong Điền là chúng tôi đã triển khai là liên kết để làm các cái sản phẩm mà được canh tác theo hướng hữu cơ. Ở Phong Điền hiện nay thì có các sản phẩm là gạo hữu cơ Phong Điền, bưởi da xanh và các cái loại hạt đã được chúng tôi là kết hợp với bà con để trồng theo hướng hữu cơ và bao tiêu cái đầu ra với cái giá cao và ổn định. Việc xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương là hướng đi tất yếu mà các địa phương đang triển khai nhằm nâng cao thu nhập, tạo nên thị trường tiêu thụ ổn định và bền vững. Không chỉ dừng lại ở nông sản mà cả sản phẩm chủ lực trên địa bàn từ các làng nghề. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu về việc đóng góp ủng hộ người nghèo thuộc dự án di dời tại định cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế, sáng nay Viễn thông Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ di dân Thượng Thành Huế trong toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động. Tại lễ phát động, lãnh đạo Viễn thông Thừa Thiên Huế nhấn mạnh đây là hoạt động thực sự có ý nghĩa, hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế hưởng ứng vì người nghèo năm 2019 của toàn thể cán bộ công nhân viên đơn vị. Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, tích cực tham gia ủng hộ người nghèo thuộc dự án di dời tái định cư giải phóng mặt bằng Kinh Thành Huế, góp phần giúp đỡ người nghèo thuộc dự án sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia ủng hộ người nghèo thuộc dự án di dân Kinh Thành Huế. Số tiền quyên góp sẽ được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để trao tận tay cho người nghèo thuộc dự án trong thời gian sắp tới. Sáng nay, Quỹ hỗ trợ CHRP và Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ CHRP Việt Nam phối hợp với Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai và Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền tổ chức lễ khánh thành công trình Cộng đồng Phòng tránh thiên tai tại trường tiểu học Quảng Thái. Đây là ngôi trường thứ 8 được CHRP Life Việt Nam tài trợ. Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai vận động Quỹ hỗ trợ CHRP của Tập đoàn Bảo hiểm CHRP Life tham gia tài trợ xây dựng công trình Cộng đồng Phòng tránh thiên tai tại trường tiểu học Quảng Thái, vùng rốn lũ của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Công trình gồm dãy phòng học 2 tầng kiên cố với 6 phòng học và phòng chức năng. Trong điều kiện bình thường, công trình sẽ phục vụ việc dạy và học của nhà trường. Trong trường hợp xảy ra thiên tai bão lũ thì sẽ là nơi tránh trú cho hơn 300 người dân địa phương. Công trình có giá trị xây dựng 5 tỷ đồng, trong đó Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai vận động Quỹ hỗ trợ CHRP tài trợ 2,5 tỷ đồng. Cùng tại lễ khánh thành, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ CHRP Việt Nam đã tặng 50 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh nghèo hiểu học và trang bị kệ sách, sách tham khảo cho thư viện nhà trường. Đây là cách đóng góp thiết thực cho cộng đồng của CHRP Việt Nam, tạo điều kiện giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục những dự định và ước mơ trên con đường học vấn, trở thành những công dân hữu ích cho xã hội trong tương lai. Trong đó, dự án xây mới trường tiểu học Quảng Thái là hoạt động thiết thực mà CHRP Life Việt Nam có thể góp sức trong việc mang lại những lợi ích lâu dài cho cộng đồng, đặc biệt là dải đất miền Trung thường xuyên gánh chịu nhiều thiên tai lũ lụt. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra quân đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến với hơn 400 km đường quốc lộ và 400 km đường tỉnh lộ, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế PC08 tổ chức tuyên truyền vận động, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động khoảng 150 cán bộ chiến sĩ, phương tiện và công cụ hỗ trợ để triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn ngừa đến mức thấp nhất các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp đón năm mới với các lễ hội Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Tại buổi lễ ra quân, lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá những kết quả đạt được của lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh trong năm 2019, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, đã giảm thiểu được cả trên 3 tiêu chí, song tình hình diễn biến về trật tự an toàn giao thông còn rất nhiều phức tạp. Để góp phần đón một năm mới an toàn hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà và xã hội, thì lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực giao thông cần phát huy sức mạnh, bản lĩnh, đạo đức của người công an nhân dân trong mọi tình huống. Cũng trong thời gian này, công an các địa phương đơn vị trong tỉnh đã đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ghi nhận ngày đầu ra quân của phóng viên An ninh TV.
Công an thành phố Huế, Công an huyện Phú Vang, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm với mục tiêu đưa tỷ lệ kết luận án đạt từ 80% trở lên, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, không để xảy ra trọng án liên quan đến tín dụng đen, ngạo đá, kiềm chế và làm giảm tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng, buôn bán vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, đột phá nổ, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Sau khi có kế hoạch và tổ chức ra quân, thì chúng tôi cũng đã có một số cái nhiệm vụ giải pháp lớn. Một, đó là đã tập trung tham mưu cho lãnh đạo thành phố và chỉ đạo công an phường, tham mưu cho công ủy ban nhân dân các phường là huy động lực lượng để mà ra quân nhằm để làm tốt cái công tác phòng ngừa tội phạm trên địa bàn trước, trong và sau Tết, cũng như cái việc lập lại trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trật tự đô thị trong cái dịp Tết Nguyên Đán này. Thứ hai là chúng tôi sẽ huy động tổng lực lượng của công an thành phố Huế, từ công an phường, cảnh sát khu vực cho đến lực lượng là bảo vệ dân phố ở cơ sở, đến các đội nghiệp vụ, phải từng lực lượng phải có kế hoạch riêng để tổng hay là tấn công các cái loại tội phạm trên địa bàn tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình. Ngay sau buổi lễ ra quân, công an các đơn vị địa phương đã tổ chức ra quân tuần hành, biểu dương lực lượng và tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 2 năm 2020. Thưa quý vị, hành động đi ngược chiều là vi phạm luật giao thông đường bộ. Thế nhưng mỗi ngày trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Tử Hà, thị xã Hương Trà lại có rất nhiều người điều khiển phương tiện giao thông đi ngược chiều để đến chợ Tử Hà. Thực trạng này rất đáng lo ngại và đang gây nguy hiểm cho chính người vi phạm và gây mất an toàn giao thông tại khu vực trung tâm thị xã. Phản ánh của phóng viên thời sự. Nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này là chợ Tử Hà nằm ở cuối phía nam của phường Tử Hà, trong khi cư dân tập trung nhiều ở phía bắc và một phần ở phường Hương Vân, nên việc đi chợ của người dân chủ yếu là đi trên quốc lộ 1. Nếu đi đúng đường, người dân phải đi vòng qua hai ngã tư đèn đỏ, xa hơn rất nhiều so với việc đi tắt. Lâu nay, người dân ở phường Hương Vân cũng như đại bộ phận cư dân ở phường Tử Hà đi chợ sẽ theo hướng băng qua quốc lộ, vào trục đường song song với quốc lộ là đường Trần Quốc Tuấn, rồi rẽ vào Nguyễn Khoa Thuyên để vào chợ. Nhưng cổng phụ trong thiết kế của chợ mới được đóng lại, để mọi người vào chợ phải đi cổng chính sát với quốc lộ, nên việc đi ngược chiều thường xuyên diễn ra. Quốc lộ là bị công an bắt, nó đi phải qua băng qua bên tay đường, rồi đi vòng về, chỉ đi một đoạn thiệt xa. Rồi đi vòng lên là khi nào mới đúng đường của vô chợ. Mà nếu đi như nữa là họ rất là khó khăn. Mà nếu họ đi ra đây mà họ không tuân thủ theo quy định của pháp luật, họ đi là họ sẽ đi lên là đi lên cái là trong đi ra là sẽ đụng xe nhau liền. Vì giống như chưa là họ đang làm là họ con là kiếm cự là họ đi chậm lại, cho khi mà làm đường đó xong xuôi một cái là xe mô mình ai nể chạy nó chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn. Trao đổi vấn đề này với ban quản lý chợ Tử Hà, chúng tôi được biết do điều hòa lượng người đến chợ phải đi cổng chính rồi gửi xe trong chợ để mua bán, nên việc đóng cổng sau đã được bàn bạc. Khi hỏi về vấn đề ngược chiều bất cập trong việc di chuyển của người đi chợ, đặc biệt là đi ngược chiều, câu trả lời của trưởng ban quản lý là chúng tôi không có quyền ở trên đường, chỉ đảm bảo trong chợ. Tuy liên quan đến vấn đề tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường quốc lộ 1A thì cái này chúng tôi không dám can thiệp. Còn cái việc là ở đây thì bước đầu là vì do cái đường này mới làm, bộ cả bán mới làm, rồi cái vỉa hè này chưa đưa vào khai thác sử dụng nữa, vì đang làm. Thì sau khi làm xong rồi thì tất nhiên tôi xin hứa với là cả anh rằng kể cả về mặt chính quyền cũng vậy, tôi bộ cả ủy ban phường là khi làm xong cái vỉa hè này đưa vào khai thác sử dụng, ban quản lý sẽ có nghĩa cam kết rằng cái việc là kinh doanh trên vỉa hè là hoàn toàn cả nữa, là coi như có cam kết là không là cho họ là coi như là kinh doanh trên vỉa hè. Việc thứ hai nữa, bước đầu là do cái đường này đang làm, thành thử là cái vấn đề tên này đây là bà con đang còn bỡ ngỡ. Chứ còn sau một vài, có nghĩa là một vài tháng, thì tất nhiên cái việc mà đi dưới đây lên thì tất nhiên cái quen của thói quen của bà con. Có thể là công an người ta đứng đòi xử lý, thì buộc người ta sẽ đi dưới đây lên. Thời gian không xa nữa, khi công trình chỉnh trang, nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đi qua địa phận phường Tử Hà, Hoàng Công, việc đi ngược chiều của người dân sẽ rất nguy hiểm. Bởi lẽ, khi này không còn hệ thống cảnh báo công trình, các loại phương tiện trên quốc lộ sẽ di chuyển nhanh hơn. Đặc biệt trong dịp giáp Tết, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn là rất cao.
Bên cạnh đó, việc biển đường hoa tại trục giao nhau giữa các đường Trần Quốc Tuấn, Lê Đình Dương, Nguyễn Khoa Thuyên và Nguyễn Khoa Minh nếu không được quản lý, vệ sinh tốt thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống khu dân cư và môi trường đô thị tại đây. Phần cuối chương trình là những tin tức thể thao. Sau 3 ngày tranh tài hấp dẫn, giải cầu lông bóng bàn các lứa tuổi câu lạc bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ tư năm 2019 tranh cúp 3 sao đã tổ chức bế mạc và trao giải tại nhà thi đấu Hà Huy Tập, thành phố Huế. Giải có sự góp mặt của gần 400 vận động viên nam nữ đến từ 34 câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh, tranh tài 21 nội dung môn cầu lông và 18 nội dung môn bóng bàn. Qua hơn 3 ngày thi đấu, kết quả ở môn bóng bàn, câu lạc bộ Song Lực nhất đồng đội nam, câu lạc bộ Văn Thể Mỹ nhất đồng đội nữ. Ở môn cầu lông, câu lạc bộ Văn Thể Huế nhất toàn đoàn, hai vị trí nhì ba lần lượt thuộc về câu lạc bộ Vũ Bảo và câu lạc bộ Điện Lực. Theo đánh giá của ban tổ chức, do có sự mở rộng về nhóm tuổi, đồng thời các vận động viên cũng đã có sự chuẩn bị khá tốt trước giải đấu. Nhìn chung, các trận đấu diễn ra chất lượng với trình độ chuyên môn đồng đều, tạo sự kịch tính hấp dẫn, qua đó lan tỏa tinh thần thể thao đến khán giả cổ đô. Tại thị xã Hương Thủy, giải vô địch Karate Do các câu lạc bộ mở rộng năm 2019 chính thức khởi tranh, thu hút hàng trăm võ sĩ tham gia. Giải quy tụ hơn 140 võ sĩ đến từ 13 câu lạc bộ Karate Do trên địa bàn tỉnh, thị xã và một câu lạc bộ đến từ Quảng Bình. Tại giải, các võ sĩ tranh tài quyền và đối kháng cá nhân nam nữ ở các lứa tuổi dưới 10, 10 đến 12, 13 đến 15, 16 đến 17 và 18 tuổi trở lên, cùng các hàng cân từ 35 đến trên 70 kg, thi đấu theo luật mới của Liên đoàn Karate Thế giới. Tuy mới lần đầu tổ chức, nhưng với sự góp mặt của nhiều võ sĩ đầy tiềm năng, giải đấu chính là cơ sở để tuyển chọn các vận động viên trẻ xuất sắc, bổ sung lực lượng kế thừa cho tuyển Karate Do của tỉnh. Hơn 400 vận động viên của 11 đội đến từ các xã trên địa bàn toàn huyện Quảng Điền đã tham gia lễ hội đua ghe truyền thống huyện Quảng Điền trên sông Sỉa. Ngày sau lễ khai mạc, các vận động viên và hàng vạn khán giả hướng về điểm xuất phát để bước vào tranh tài ở giải cúng với những cuộc so tài sôi nổi hấp dẫn của các đội. Với độ dài đường đua từ 300 đến 350 mét, các đội phải trải qua 3 vòng 6 tráo với đội nam và 2 vòng 4 tráo đội nữ, với 3 đồ đầu chính gồm 1 đồ cúng, 7 đồ tiền và 1 đồ thải bình. Năm nay các đội chuẩn bị khá kỹ, chất lượng vận động viên tham gia đua đồng đều, vì thế ở nhiều nội dung đua diễn ra hấp dẫn. Ngày hội đua ghe truyền thống ở Quảng Điền được duy trì và phát triển liên tục từ nhiều năm nay đã tạo được sân chơi cộng đồng cho người dân địa phương, góp phần thắt chặt tình đoàn kết cũng như tạo điều kiện để phát triển môn thể thao truyền thống trong nhân dân, qua đó nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng trên sông nước của người dân. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân được huyện Quảng Điền tổ chức. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.